Rồi. Dạ vâng ạ. Rất vui được chào mừng bác sĩ đến với lại Công Thép Bình Nha, và sẽ chia sẻ cho nhóm của Công Thép cũng như là cộng đồng về Alo. COVID ạ. À, tôi đang bận nè em ơi, có gì không? Toán BO2 thôi. Lúc nó nặng nặng luôn á, không đỡ được. Rồi, được chưa? Rồi, 8 giờ bắt đầu em sẽ mình sẽ bắt đầu. ok. Dạ vâng ạ. 19 giờ đúng không? Dạ, 19 giờ 8 giờ cho 7 giờ cho đến 8 giờ ạ. À, xin chào bác sĩ ơi, bây giờ đã lên đồng hồ của em đó là 7 giờ rồi, đã đúng giờ. Dạ, xin tất cả mừng tất cả mọi người đã đến với lại buổi chia sẻ ngày hôm nay của bác sĩ Trương Hữu Khánh, là thầy thuốc ưu tú và chuyên gia dịch tễ học, hiện nay là nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh của Bệnh viện Nhi Đồng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một cố vấn chuyên môn về hệ thống tiêm chủng VNVC và thành viên hội đồng đánh giá tiêm chủng quốc gia. Xin chào mừng bác sĩ đã đến với buổi chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID ạ. Dạ, thưa bác sĩ ạ, thông qua cái tình hình dịch bệnh vừa qua, thì bác sĩ cũng đã nhìn thấy tình hình dịch bệnh COVID đang diễn ra khá là phức tạp, không chỉ ở trên thế giới mà ở Việt Nam và trong thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay cái vấn đề mà bệnh nhiễm bệnh COVID với lại cái vấn đề điều trị F0 tại nhà là một trong những cái vấn đề mà khá là quan trọng với từng người dân. Thì cũng mong bác sĩ chia sẻ giúp cho cộng đồng là làm sao để có thể mình phát hiện F0 trước khi để quá muộn ạ. Dạ, ví Thật dụ ra thì mình muốn biết F0 á là mình phải làm xét nghiệm, và khi nào mình làm xét nghiệm chị đang mới nhất, chị đang thứ 15 đó là cái cũng được. khi thực hiện, đó là cái khi mà mình có trong nhà mình có F0, trong cơ quan mình có F0, hoặc là mình có triệu chứng nghi ngờ F0, thì đó là những cái mà mình phải làm xét nghiệm. Và chỉ có làm xét nghiệm á thì mình mới có thể biết được là mình có phải là F0 hay không. Bởi vì có rất là nhiều người F0 mà hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Cái thứ hai đó là mình, khi mình nói là quá muộn á, đó là quá muộn bệnh nặng thôi, chứ còn đa số F0 mà có một số người ta không xét nghiệm, người ta cũng không biết, người ta cũng tự hết đó. Cái chữ quá muộn để phát hiện F0 á chính là cái F0 đó có thể lây cho cái người bệnh nặng. Ví dụ như trong nhà mà có một số người nguy cơ cao là dư cân, hay là trên 65 tuổi, hay là có bệnh nền không ổn định đó, thì lúc đó chúng ta phải nghĩ là chúng ta có thể F0 ta lây cho người đó. Hoặc là bản thân những người nguy cơ cao đó, khi mình nghi ngờ mình F0 đó, thì mình phát hiện sớm. Bởi vì cái phát hiện sớm đó giúp mình là theo dõi sức khỏe tốt hơn, và mình kịp thời báo y tế, hay là có những cái biện pháp tự bảo vệ mình cho nó đúng, thì đó mới đúng là cái ý nghĩa của phát hiện F0 sớm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Rồi khi mình bắt đầu phát hiện F0 là khi mình có xét nghiệm, hoặc là trong cái cộng đồng gần nhà của mình có tình trạng nhiễm F0, thì việc xét nghiệm là việc để mình có thể phát hiện F0. Vậy thì nếu như lỡ đâu mà mình phát hiện mình bị F0 rồi, thì cái phương án nào để mình có thể gọi là chăm sóc cho sức khỏe của mình, thưa bác sĩ? Thứ nhất á, mình mà là một F0 á, thì mình đừng có suy nghĩ lung tung ha. Mình cứ suy nghĩ là nếu mình không có làm xét nghiệm á thì mình làm gì đó, thì mình sẽ làm y như cái lúc mình không làm xét nghiệm. Tại vì đa số một số người là sau khi làm xét nghiệm xong rồi tự nhiên nó mệt lên,
trong khi mà trước làm xét nghiệm thì nó không có mệt gì đó, nhưng mà vừa mới thấy cái triệu chứng dương tính là tự nhiên sao nghe mệt quá, sao nghe mệt quá, thì cái đó là rất khả năng là tâm lý là nhiều, chứ không có ai mà tự nhiên mệt nhanh này được đó. Thứ hai là mình phải đánh giá lại cái bản thân của mình, coi mình là có nguy cơ gì hay không, mình có phải là người dư cân béo phì hay không, hay là mình là có người bệnh nền hay là trên 65 tuổi hay không. Và chúng ta nhớ nha, thông thường á, những người F0 thì rất hay suy nghĩ là con nít nó bị nặng, nhưng con nít đâu có bị nặng, con nít nó bị cực kỳ nhẹ, không có nặng đâu. Thành ra đừng có lo lắng cho con nít lắm, mà lo cho cái người kia kìa. Thì lúc đó mình phải bình tĩnh. Cái quan trọng nhất của người F0 á, là cái tinh thần là phải bình tĩnh vững chãi. Thứ hai á, là phải tiếp nhận nó giống như những cái cuộc cảm mà trước cho mình bị thôi. Thứ ba là phải uống đủ nước, phải ngủ đủ giấc, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, ăn đủ chất và vận động một cách điều hòa giống như là mình trước khi mình mắc bệnh này đó. Đó, và mình phải lắng nghe cơ thể mình, chính cái lắng nghe cơ thể mình rất là quan trọng. Và đặc biệt là mình phải đo cái nồng độ oxy trong máu bằng cái phương pháp mà kẹp ngón tay đó, thì cái kẹp đó nó rất là quan trọng. Kẹp nó rất là quan trọng. Tại mình biết được cái nồng độ oxy trong máu thì mình biết là mình có thiếu oxy hay không. Và chúng ta nhớ là chỉ có thiếu oxy máu mới đe dọa mình thôi. Còn nếu nó không thiếu thì không có vấn đề phải lo cả. Rồi thuốc thì mình sẽ sử dụng cái gì? Thuốc á, thì chủ yếu á, là cũng là cái thuốc cảm thôi. Sốt thì uống thuốc sốt, ho thì uống thuốc ho, nhức đầu thì uống nhức đầu, đau bụng thì uống đau bụng, có thể uống thêm thuốc bổ, khó ngủ thì uống thuốc ngủ thảo dược. Đó, mà đặc biệt là mình theo dõi cái đó, mình theo dõi cái đó trong vòng 5, 8, 10, 14 ngày thì đa số sẽ ổn thôi. Trường hợp mà mình thấy mình tức ngực, khó thở thì phải đo ngay SpO2, bởi vì cái đó là quyết định mình khó thở thiệt hay là không khó thở. Và lẽ đương nhiên là mình sử dụng phương pháp tập thở rồi thư giãn đó, thì cái đó là cái cách mà chúng ta sẽ chuẩn bị một F0 tại nhà. Rồi cũng mình cũng có thể báo cáo với y tế, báo cáo y tế địa phương để người ta tới người ta giúp mình. Hiện nay thì cái hệ thống đó rất là tốt, hệ thống rất là tốt. Đó là cái việc mình phải làm. Dạ, bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nói một cái công thức đó là đo chỉ số oxy SV02 á, mà để mình biết là mình có bị khó thở nếu mình trường hợp là nhiễm F0. Vậy thì xin phép hỏi bác sĩ là thì cái chỉ số đó bao nhiêu thì là bình thường và bao nhiêu là bị cho là bị bệnh khó thở? Chúng ta nhớ là cái chỉ số đó ra há là quan trọng á. Tại vì nó đo cái nồng độ oxy của mình trong máu qua cái đầu ngón tay này nè. Bởi vì trong cái đầu ngón tay của mình nó có rất là nhiều cái mạch nhỏ trong đó. Và nó dùng một cái tia sáng nó bắn qua đó, rồi nó nhận diện bên cái cánh, cái nhánh bên kia đó. Nó biết là cái nồng độ oxy trong máu của mình là bao nhiêu. Thì thông thường nó là khoảng 95, 96, 97, 98, 99. Tùy người. Con nít thì nó cao hơn, người già thì nó thấp hơn. Và khi nào nó dưới 94 á, thì mình mới suy nghĩ là mình thiếu oxy. Còn nó từ 94 trở lên thì đừng có suy nghĩ nhiều. Cái khả năng rất là nhiều là do cái tâm lý của mình, chứ không phải là do thiếu oxy. Bác sĩ ơi, cái đó là khi mà mình phát bị F0 thì cái tinh thần nó là một trong những vấn đề rất là quan trọng. Vậy nếu như mà người nhà của mình khi bị F0 á, thì mình sẽ nên chăm sóc như thế nào? Và mình nên củng cố về mặt tinh thần như thế nào để cho người nhà cảm thấy an toàn và an tâm? Chúng ta nhớ là có một số người lớn tuổi á, khi người ta vô trong bệnh viện người ta lại nặng hơn, là bởi vì không ai lo, đông quá. Cho nên khi mình ở nhà đó là mình phải ủng hộ tinh thần, nâng cao tinh thần, đặc biệt là nhắc nhở cái người lớn tuổi đó uống đủ nước, ngủ đủ giấc. Thứ hai là tập luyện, và đặc biệt là phải chăm ăn. Chăm ăn có nghĩa là cái người lớn tuổi thì bản chất người ta ăn ít rồi, và bây giờ lại ăn ít nữa. Bây giờ lại ăn ít nữa thì lại càng khó ăn thêm, cho nên phải chăm ăn nhiều bữa một, và khuyến khích thức dậy tập thể dục, ngủ. Mày gửi qua cho con. Dạ, bác sĩ đang mute. Bác sĩ làm ơn bác sĩ unmute giùm cái ạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Sao nó lại tự động tắt vậy?
Thì cái đó đó mình khuyên như vậy á, và khuyên người nhà là 5 7 8 ngày á là nó sẽ vượt qua, thì lúc đó đó thì chúng ta mới đạt được cái yếu tố tinh thần. À, như vậy nãy giờ qua cái phần chia sẻ bác sĩ thì bên con có nhận thấy rằng đó là một trong những cái quan trọng nhất khi mình bị F0 và cả người nhà, đó là yếu tố của tinh thần. Và khi một cái tinh thần khỏe mạnh thì khi đó thì mình sẽ có thể vượt qua được. Vậy thưa bác sĩ, con có thể cho phép bên nhóm hỏi được rằng những cái loại thuốc nào mà F0 có thể dùng để điều trị bệnh tại nhà, ngoài một số thuốc cảm và một số thuốc bác sĩ vừa mới kích thích, thì có những cái thuốc nào mình có được quyền sử dụng ở nhà hay không ạ? Hay là bất cứ thuốc nào cũng phải có sự cho phép của bên y tế ạ? Thứ nhất á, khi mà chúng ta sử dụng thuốc tại nhà đó, cái thuốc thông thường mà trong cái tủ thuốc gia đình mình xài được, còn có ba có hai cái ba cái nhóm thuốc mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là kháng sinh, kháng sinh thì khi cần mình mới xài, tại vì đa số cái bệnh COVID này là do siêu vi, chỉ những giai đoạn sau có thể nó bội nhiễm mình nghĩ tới kháng sinh thôi. Thứ hai là cái nhóm mà chống đông kháng viêm, nó có hai cái loại kháng viêm mà chống đông, thì cái đó nếu mình có người lớn tuổi hay là người có bệnh nền là béo phì đó thì mình có thể mua để dành, nhưng mình cũng phải theo cái hướng dẫn của ngành y tế. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì sau này người ta có thể phát cho mình cái túi trong đó có cái loại kháng viêm và chống đông, và cái này á phải xài đúng chỉ định, tại vì nếu mình xài sớm quá cái kháng viêm nó sẽ làm ức chế cái sự phản kháng của mình với lại virus, thành ra virus nó đánh thắng mình. Nó thường thường xài giai đoạn sau là khoảng ngày thứ tư cho đi á, thì chính cái điều đó mình phải có một sự liên lạc với lại bác sĩ để nói là khi nào làm. Thì khi nào mà có thể làm trong khi chờ đợi đó là cái SpO2 mình tụt xuống, hoặc là mình cảm thấy tức ngực, tức ngực đúng đó. Chứ còn do stress thì nó cũng chưa chắc đúng. Còn cái nhóm thứ ba là thuốc kháng virus, chúng ta nhớ là thuốc kháng virus ở ngoài nó rất là bát nháo, rất là bát nháo. Các bạn đừng có tin vô một cái kháng virus nào đặc biệt mà bộ mà ngành y tế không biết. Tại vì nếu ngành y tế biết á, là ngành y tế chắc chắn sẽ mua về cho dân xài rồi, chứ không phải là người ta không mua đâu. Cho nên chỉ có hai cái loại thôi, đó là Monopiravir thuốc viên, và cái đó cũng nhà y tế phát, và cái thuốc Remdesivir cũng là thuốc kháng virus đó, nhưng mà trong bệnh viện, tại nó là thuốc chích, cho nên các bạn đừng có tự mua thuốc kháng virus làm gì, không có đâu, mà mua chỉ tiền mất tật mang thôi. Đó là những cái nhóm thuốc mà chúng ta cần nhớ. À, bác sĩ ơi, ngay ở trên mạng có một số người dân đó, họ thường rất là hoang mang và lo lắng trong cái việc mà khi người thân của mình hoặc chính bản thân mình bị nhiễm COVID và nhiễm F0, thì họ thường hay lên mạng và tìm hiểu một số cái bài thuốc dân gian trên mạng đó. Vậy thì những cái bài thuốc dân gian đó là theo các ý kiến bác sĩ là mình không nên sử dụng và nên tin vào điều trị của bên y tế và những cái phác đồ điều trị bên y tế đúng không ạ? Ra những cái bài thuốc dân gian của ông bà mình để lại á, nó chỉ có một giá trị thôi ha. Thứ nhất chúng ta nhớ là sẽ không có gì mới đâu, sẽ không có gì mới hết, cho nên mình đừng có nghĩ ra mình nghe cái bài thuốc gì nó rất là lạ mà mình nói là cái đó chữa được COVID, không bao giờ có. Thuốc dân gian của ông bà mình để lại á, là những cái loại mà nó tăng cái sức đề kháng, nó có một số kháng sinh thực vật đó, thế thôi. Đó là gì? Đó là những cái bài mà song cảm á, những cái lá song trong trong cảm á ha, thì nó làm sát khuẩn cái đường hô hấp, rồi những cái nước uống, ví dụ nước chanh đó, là nó tăng sức đề kháng, cũng như là vitamin C thôi. Chứ mình đừng có nghĩ ra những cái ngoài ta tuyên truyền cái gì nước dừa đường phèn rồi cái gì mà chanh xả gừng gì đó, cái đó nó không hơn gì các ông bà mình để lại đâu. Nước chanh là nước chanh, và trà gừng đó đó, rồi tỏi mình cũng ăn như bình thường thôi ha. Chứ mình đừng có nghĩ là cái gì mới nhất, cho nên mình đừng có truy lùng những cái gì mà hồi xưa vậy, nó không có. Tại vì sao mình đi truy lùng nó cực thêm. Thứ hai là mình uống nhiều quá, có người uống nhiều quá tới mức bón luôn, có nhiều người quá cao huyết áp luôn đó, và tiểu đường luôn tại uống ngọt quá đó. Mình nên sử dụng những cái đúng cái ông bà mình để lại, và nó chỉ là cái sức phụ thôi nha, chứ nó không thể nào chính được, không có cái nào mà chữa được COVID đâu. Nó chỉ là phụ sát khuẩn đường hô hấp và phụ tăng sức đề kháng của mình. Mà mình đi truy lùng, nhiều khi mình đi ra ngoài đường mình tìm cái thứ đó rồi cuối cùng mình bị gặp F0 luôn chứ không chừng. Hiện nay cũng có một số người họ đặt câu hỏi á, là nếu như họ muốn phòng chống mà để không bị nhiễm F0 á, hoặc là những
người đã bị nhiễm không á, nếu như xông mũi bằng dầu tràm, bằng những cái lá xông á, thì điều đó nó có giúp cho mình bảo vệ được cái hệ hô hấp của mình không bác sĩ? Thật ra thì khi mình xông dầu tràm hay là mình xông ông bà mình xông á, thì nó chỉ tạm thời thôi nha. Khi mà con virus nó vô trong người mình á, là nó nằm trong cái tế bào rồi nha. Ở ngoài này rất là yếu, ví dụ ở ngoài mình thấy nó khoảng chừng 27 độ là chút nó chết à. Đặc biệt là 56 độ là nó chết à. Nó không sống được. Nhưng mà nó vô trong tế bào mình á, thì làm sao mà mình làm cho nó nóng được cái tế bào mình được. Nó trốn tế bào mà. Cho nên khi mình xông họng gì đó là nó sát khuẩn những cái con virus mà nó còn trong đây nè. Nó chuẩn bị phát ra ngoài đó. Nhưng mà mình không thể nào xông hoài. Làm sao mà nó cứ phóng ra ngoài hoài, mà mình không lẽ bây giờ mình xông ngoài mình xông thì hết đợt đó. Bắt đầu nó phóng ra để gì sao, tại sao nó phóng ra? Nó nhân lên để nó phóng ra và để nó nhân giống của nó lên từ ngày kia, nó mới nhân giống của nó lên càng ngày càng nhiều. Quy luật của virus nó như vậy, nó không có muốn giết mình đâu. Nó vô nó chỉ cần cơ thể của mình để nó sinh sôi nảy nở vòng vòng ra thôi. Đó thì đó, chính cái yếu tố đó thì cái xông của mình nó chỉ tương đối cái lúc đó thôi. Thì nó khoảng chừng 2-3 lần một ngày cho khi mình hít á, còn xông cảm á thì thường 1-2 lần một ngày thôi. À, chứ còn không có giúp hơn nhiều. Nó cũng giống như mình sử dụng những cái thuốc sát trùng để mình sát trùng cái vùng hầu họng thế thôi. Dạ. Có một người đặt câu hỏi xin phép bác sĩ trả lời giúp ạ. Là bây giờ giống như là việc xét nghiệm á, khi bắt đầu xét nghiệm tập trung hiện nay mà đại trà á, thì điều đó nó có đảm bảo cho việc an toàn hay không ạ? Vì có rất nhiều nơi đó em là cảm thấy rằng tập trung rất nhiều và có khi lên tới hàng trăm người trong cùng một cái khu vực xét nghiệm. Thứ nhất khi mình xét nghiệm á, thì cái chỗ đó người ta không lây mình được đâu, khó lây lắm. Nếu mình mang khẩu trang ha, thì mang nón che giọt bắn, cầm theo cái chai nước rửa tay đó ha, đừng có sử dụng bút viết của người ta đó, gì cũng của mình hết á, và mình giữ khoảng cách. Thứ hai là gặp người quen không có nói chuyện, không có tháo khẩu trang ra, không có mời nước. Nước mình uống, nước người ta uống ha. Nhưng cái có khả năng lây đó là cái lúc đấy. Nhưng mà Bộ Y tế quy định rồi, nếu mà các bạn thấy người ta làm sai, bộ nói là cái này Bộ Y tế quy định, tôi biết. Bộ Y tế quy định là 6 người thì phải thay một cái găng. Và trước khi lấy người này, trước khi lấy một người là phải rửa tay nhanh. Chứ không có được nói là tôi không cần rửa tay. Điều đó là hoàn toàn sai. À, điều đó là hoàn toàn sai. Đó, cho nên mình cầm tay trên nước rửa tay, mình cứ xịt tay cho người ta. Còn nếu không, nó không. Cái này anh làm sai quy định của bộ. Còn nếu mà tất cả làm đúng thì mình rất là tốt. Và thậm chí là mình tự lấy của mình cũng được. Tự lấy rất là dễ. Thì đó các bạn chú ý. Chứ còn nếu mà mình để người ta lấy, người ta lấy thọc là cái bàn tay của người ta nè. Thì người ta mang găng. Và người ta không có đưa lên mặt người ta. Người ta đâu có bị lây người ta đâu. Cho nên người ta lây từ người này qua người khác. Như vậy là khi bắt đầu mà mình có đi xét nghiệm tập trung thì việc giữ an toàn, khoảng cách và 5K đó là một trong những cái vấn đề để bảo vệ mình. Bây giờ nếu như có cùng đặt câu hỏi rằng hiện nay trong thành phố Hồ Chí Minh đang có cái chiến dịch là tiêm chủng vaccine và trong cả nước cũng như vậy. Vậy tại sao đã tiêm vaccine rồi mà vẫn phải giữ quy tắc 5K? Thì có người mặc định rằng tiêm vaccine là đã an toàn rồi. Nếu những người đã tiêm 2 mũi thì tại sao vẫn phải giữ quy tắc 5K? Xin bác sĩ trả lời. Thật ra đó, thì cái nguyên tắc tiêm vaccine á, nó không phải đơn giản là phòng cho cái người. Chứ không phải đơn giản là phòng cho cái người đó không bệnh không đâu nha. Thứ nhất á, là hy vọng cái người đó bệnh rất nhẹ, không tử vong, không phải nhập viện là cái yếu tố thứ nhất mà yếu tố đó nó đạt được á. Thứ hai là cái tỷ lệ nhiều người không mắc bệnh, chứ không phải là tất cả tiêm vô là không mắc bệnh. Cho nên chính vì hai cái yếu tố đó thì sẽ có những người không mắc bệnh, dù có những người mắc bệnh nhẹ dù đã tiêm vaccine. Như vậy thì cái người đó mà đi lang thang ở ngoài mà không tuân thủ 5K, họ lây cho cái người mà chưa tiêm vaccine. Và đặc biệt cái người chưa tiêm đó mà là cái người nguy cơ cao thì nó vô cùng nguy hiểm. Đó, cho nên người ta nói là tiêm xong á là phải tuân thủ 5K cho tới khi nào mà cả cái xã hội người ta tiêm được nhiều á. Chứ mình thấy như là bên châu Âu thì bây giờ người ta tiêm được nhiều, người ta mới bỏ 5K. Còn mình chưa tiêm được nhiều mình phải 5K, chứ còn mình lơ là nó, ví dụ như là tôi rất là sợ cái nhóm người trẻ nha. Cho nên
tư tưởng của tôi là phải tiêm ngay cho những người lớn tuổi trước. Tại vì cái ông trẻ đó là bình thường ông đi ra ngoài ông đã lơ là rồi, đúng không? Ông hay quên lắm, ông làm gì vậy quên. Bây giờ ông đã tiêm nữa, ông lơ là nữa, bắt đầu ông mang virus về nhà ông lây cho cái người lớn tuổi và xem như là sao. Đó, cho nên mà tiêm rồi cũng phải 5K. Dạ, dạ, hiện nay có rất nhiều loại vaccine khác nhau và có nhiều người rất hoang mang về các loại vaccine mà mình được tiêm chích, ví dụ vaccine của Pfizer hay vaccine của Moderna, vân vân. Vậy thì cái độ an toàn này của các loại vaccine có giống nhau hay không, thưa bác sĩ? Thật ra thì mấy cái vaccine này thì nó cũng không tính, không có phải là mất an toàn đâu. Ha? Chỉ có cái tác dụng của nó thì cái này hơn cái kia chút xíu thôi, chứ không có cái gì là mất an toàn cái đó. Tại vì vaccine người ta đã đưa ra thị trường á, thì nó rất là bình thường. Chỉ có những cơ địa rất rất là đặc biệt thôi, nó hành nhiều, hành ít thôi. Chúng ta thấy là tại người lớn suy nghĩ nhiều á, chứ còn trẻ em á, thì cái tiêm vaccine đối với trẻ em mình thấy nó tiêm hạt rầm đúng không? Nó tiêm không biết bao nhiêu mũi mà thấy có ai nói gì đâu. Thỉnh thoảng thì báo chí dịch lên thôi, hoặc là truyền thông mạng mô tả thôi. Chứ mà cuối cùng nó không liên quan tới vaccine nhiều. Thành ra mình cố gắng mình tiêm càng sớm càng tốt. À, đặc biệt á, là mình tìm cho mấy người lớn tuổi. À, hiện nay có nhiều người nói là khi nếu như mà trong một cơ thể mà tiêm hai loại vaccine khác nhau á, ví dụ như một mũi là mũi đầu á là của Moderna, mũi hai của Pfizer á, hoặc ngược lại á, thì sẽ tốt hơn là tiêm cùng một loại vaccine, đúng không thưa bác sĩ? Hay là cái hiệu quả là như nhau? Thật ra thì trên thế giới người ta đã nghiên cứu là tiêm trộn hay là cái này cái kia rồi. À, mà người ta thấy là Astra tiêm trộn với Pfizer hay là Moderna được, rồi Pfizer và Moderna tiêm trộn với nhau được. Đó. Còn những cái nghiên cứu khác á, thì nó cũng có như thế này nữa nè. Ví dụ như ở bên Campuchia là nó tiêm hai mũi Sinopharm, xong nó tiêm thêm một mũi Astra nữa. Đó. Thì nó có cái cách hết rồi. Cho nên mình thấy là người ta quyết định cho mình tiêm trộn là mình tiêm được. À, chứ đừng nó tác dụng nó tại vì thật sự ra mà nói thì cái nguyên tắc của vaccine về kinh điển á thì nó vẫn trộn được. Con nít nó trộn hoài à. này qua kia nọ nhiều lắm, nó tiêm trộn hoài. À, có một vấn đề đặt ra đối với người phụ nữ có thai và phụ nữ sau khi sinh, và nhất là trẻ em trong khoảng 6 tháng tuổi hoặc là trẻ em hiện nay, thì trong vấn đề dịch bệnh COVID thì với những người phụ nữ có thai và phụ nữ sau khi sinh, nếu như lỡ tiêm vaccine đó, ví dụ như mình có thai mình không biết đi tiêm vaccine về, thì có bị ảnh hưởng hay không ạ? Cái này chúng ta nhớ nha. Mình mà đi tiêm về mà có thai á, chả có sao đâu. Nha. Tại sau này người ta nghiên cứu thấy là có thai cũng phải nên tiêm. Bởi vì sao? Cái kháng thể của người mẹ đó, khi mình thành lập được, nó sẽ truyền cho đứa con đẻ ra, nó không bị bệnh. Ha. Rồi có con bú cũng phải tiêm. Bởi vì khi bà mẹ mới tạo được kháng thể, mới truyền qua sữa. Đó. Và chúng ta nhớ là cái vaccine mà tiêm cho phụ nữ mang thai nó có rất là nhiều, chẳng qua mình không biết thôi. Thì nguyên tắc của cái vaccine này nó cũng giống như vaccine nữa, tức là mình cũng tiêm uốn ván, đúng không? Rồi mình cũng tiêm ho gà, mình cũng tiêm cúm, đó, mà tiêm được hết. Thì tại sao cái này mình không tiêm? Mà trong khi cái này bây giờ nó rất là quan trọng. Chúng ta biết là người phụ nữ mang thai mà khi mắc COVID là nguy cơ cao hơn nhiều so với người bình thường, và có thể họ sẽ rất là dễ bị biến chứng. Bởi vì người phụ nữ mang thai là sức đề kháng kém, họ rất là dễ không ăn uống được, thành ra cái đứa nhỏ nó sẽ suy dinh dưỡng bào thai, nó đẻ dưới 2 kg, và nó rất là dễ làm cho cái người phụ nữ đó sanh non. Đó thì mình thấy những yếu tố đó mình biết rồi ha. Phụ nữ mang thai là càng phải nên chích. Yeah. À, bây giờ có một câu hỏi rất là phổ thông. À, bây giờ hiện nay có một số người rất là ỷ y trong vấn đề việc đeo khẩu trang, và họ thường hay đeo khẩu trang theo kiểu tùy hứng. Vậy theo bác sĩ thì nên đeo khẩu trang như thế nào là để đảm bảo được cái quy tắc 5K cũng như để bảo vệ cho mọi người ạ? Chúng ta nhớ là khẩu trang bây giờ nó khó hơn hồi xưa nha, chứ không phải đơn giản đâu. Cái chủng Delta này á, tại khẩu trang nó vô cùng khó. Hồi xưa mình đeo cái khẩu trang nó hở bên này nè, nó không vấn đề gì. À, tại vì hồi xưa nó lấy ít lắm, nó tiếp xúc trực tiếp rồi. Bây giờ nó có thể nói, người ta đi nghe, người ta nói với mặt mình á, nó văng vào đây. Cho nên mình muốn mang khẩu trang đúng là phải mang khẩu trang nó kín. Ví dụ như tôi là lúc nào tôi cũng mang cái khẩu trang mà tôi phải bỏ trong cái túi zip này nè. Tại vì mình mang xong phải bỏ vậy nè. Mình làm 2-3 cái. Cái này gì đi phơi nắng.
đó, mình lấy cái kia vô, cái phim nắng xen kẽ vô, tôi đi trên xe hơi thì giờ đâu nó sẽ biết đâu, bỏ trước cho nó nắng chiếu vô, và chúng ta nhớ là cái khẩu trang nó phải kín hai bên này nè mới được, hai cái bên hông này nè nó phải kín vậy nè, chứ còn mà nó hở đây nó bay vô á, hồi xưa thì hở được, bây giờ phải kín hai bên hông này luôn, ha, đó. Cái thứ hai là đã mang khẩu trang là không có kéo xuống, uống nước là mở ra đi chỗ khác uống tránh ra, chứ còn mà mình kéo xuống là mình đứt, mình dính liền nha, không kéo lên cái xuống vậy là nó sai á. Và nhớ là không có nghĩ lúc bất cứ lúc nào cũng nghĩ là tầng trước mình coi chừng mình đang đi mình gặp cái người F0 người ta không mang khẩu trang, cho nên mình phải mang thường xuyên, đặc biệt đi ra khỏi nhà, còn trong nhà mình thì mình biết hết rồi mình mang khẩu trang làm gì. À, cái mang khẩu trang bây giờ nó rất là quan trọng. Thứ hai bây giờ nó còn quan trọng hơn là cái bàn tay của mình, con chủng Delta này nó nằm trong tay mình mà mình đơ là mình đưa lên vùng mũi miệng là thế nào, ví dụ như là mình bóc cái đồ của người giao của người kia ha, đó thì mình đi ra mình cầm cái viết của người ta, mình cầm cái chai nước của người ta mình uống là mình cũng có thể bị lây, tại vì nó dính vào tay mình rồi mà mình không rửa tay, có thành ra mình hết sức cẩn thận. Tôi đi ra ngoài đường lúc nào trong túi tôi cũng phải có một cái chai nước rửa tay đó để mà rửa, và mình đi làm, hãy thấy nước rửa tay là tôi rửa đi, chỗ nào có nước đưa tay rửa, đặt nước rửa tay đưa, thì nó mới tạo một cái thói quen, nó mới an toàn cho mình được. Dạ, có một bạn tên là Nguyễn Phi Long có đặt câu hỏi dành cho bác sĩ, mà bạn đó nói rằng tôi là một F0 nằm bệnh viện 18 ngày và test PCR âm tính, về được nhà một tháng, ăn uống đầy đủ nhưng sức khỏe lúc có lúc không, họ ho cũng nhiều, vậy bạn đó thắc mắc rằng mình có bị nhiễm lại bệnh hay không, và bây giờ nếu muốn khám bệnh thì sẽ tới đâu để khám, và bác sĩ có thể có cách nào để giúp cho những người mà đã từng bị F0 mà đã nằm viện 18 ngày á, thì họ sẽ làm như thế nào để họ đến bệnh viện khám lại? Chúng ta nhớ là cái F0 á, của một cái, nói chung là một cái con virus mới á, mà tấn công vô người bệnh á, ví dụ như con này hồi xưa mình không có bệnh lần nào là nó mất sức nhiều lắm, nó hơn vi trùng nhiều, tại vì sao, nó vô nó lạ như mình á, là mình phải huy động toàn bộ cái năng lượng của mình để mình tạo ra kháng thể, để mình đẩy nó ra khỏi cơ thể. Tại nó vô nó nhân lên, mà mình càng đẩy chậm nó càng nhân nhiều, thành ra cơ thể mình huy động hết tất cả cái năng lượng. Cho nên cái đợt Covid này có thể người xúc 5-7 kg là chuyện thường, có người xúc cả chục ký luôn, nhưng mà sau đó mình ăn uống nó hồi phục trở lại. Cho nên mình thấy mình cái chuyện mất sức sau khi bị Covid là chuyện hết sức bình thường, tại vì bao nhiêu năng lượng để nó tạo ra kháng thể hết, không có giữ lại được. Và sau đó mình tẩm bổ vô, bà đặt nhớ là nhé, bắt đầu ăn được, ngay cả mình mất mùi mất vị là phải ráng ăn, còn lúc mình định mình ít ăn thì phải ăn nhiều bữa, phải tẩm bổ cho lại, mình lấy cái năng lượng của mình lại, không ăn được phải uống sữa, không ăn cơm được phải ăn súp đó. Còn đối với người 14 ngày, 18 ngày nè, thì mình suy nghĩ lại là ăn uống đủ chưa, uống nước đủ chưa, rồi cái ho túc tắc đó, cái ho túc tắc đó là coi chừng mình là một cái người cơ địa mà bị dị ứng cái đường hô hấp, mình hay ho là nó sẽ ho lâu lắm đó, thành ra mình coi đúng cái đó hay không để mình tìm cái loại thuốc mà ngừa cái bệnh hô hấp nha. Và đặc biệt là không nên suy nghĩ gì về cái bệnh Covid, tại vì bây giờ người ta hay suy nghĩ lắm, mà thậm chí có người bị trầm cảm luôn nha, tưởng tượng nhiều lắm. Còn muốn khám lại thì mình đầu tiên á là phải nhớ rồi, hồi xưa mình có ho kéo dài vậy hay không. À, hồi trước mình ho có dài mình khám ở đâu, mình chữa cái gì, mình uống cái gì, uống cái đó. Còn hiện nay mình cứ đi khám bệnh như bình thường, thậm chí là mình liên lạc lại cái bệnh viện đó để mình khám cái đường khác, tại một bệnh viện nhiều khi nó có 2-3 cửa, một cái cửa khám bình thường đó, thì mình cứ liên lạc mình khám thôi, chứ không có gì đặc biệt đâu, tại vì người ta vẫn khám bình thường mà. Thì như mình lo lắng quá mình chụp cái hình phổi đó xong, nhưng các bạn chú ý nha, chụp cái hình phổi đó đó là phải biết người biết đọc. Tại bây giờ có một số người sau khi đi chụp hình phổi xong, cái hình nó không có gì hết, nhưng mà cái ông kia ông nhìn bà chớp bà nhán sao, ông nói là cái này tổn thương cái gì á, là mình về stress thôi. À, tôi đã gặp một người vậy rồi. Có nghĩa là chụp xong cái người đó là tổn thương hai phổi, cái phổi về xỉu luôn, không tinh thần bấn loạn luôn. Đi qua bệnh viện khác. Cái này hả? Có gì cho thuốc giảm đau đi vậy. Tại vì sau khi mình ho mình thấy, sau khi mình ho nhiều mình thấy tức ngực á, hay là sau khi mình cảm cái cơ sườn của mình nó quải hết, mỏi lắm, nhức lắm. Đó, thành ra mình nên làm như vậy. Dạ, có một trong diễn đàn có đặt câu hỏi với bác sĩ à. Mà này bác sĩ có nói rằng khi mình bị bệnh thì với tinh thần quan trọng, và với việc dùng thuốc do Bộ Y tế cũng
cấp cho, đó là một vấn đề cũng quan trọng. Vậy có bạn nào câu hỏi rằng các thuốc kháng virus đã được Bộ Y tế xác nhận như bác sĩ vừa mới nói, vậy tại sao Bộ Y tế không phổ biến những loại thuốc đó, nhãn hiệu gì đó để ra cho người dân hay F0 để nhà tự trị ạ? Vậy thì nó có nguy hiểm gì không nếu mình vô tình mình sử dụng những cái thuốc kháng virus này để mình tự trị, thì nó có gây thứ nhất á, cái thuốc kháng virus này trước đây không ai nhập hết á, tại nhập về bán cho ai, đúng không? Nhập về bán cho ai, tự nhiên không có gì tự nhiên nhập chứ. Mà chúng ta biết nè, cái điều của virus nó ghê gớm lắm. Một con vi trùng, hai ba con vi trùng có thể xài một loại kháng sinh, nhưng mà virus nó khác, đa số là một cái đó chỉ chữa được một cái đó thôi đó, một cái loại kháng virus chỉ chữa được đúng một cái virus thôi. Virus nó dữ lắm chứ không phải đơn giản như mình tưởng đâu. Cho nên khi người ta chế ra cái kháng virus cho cái con COVID-19 này nè, hồi xưa nhập về bán cho ai đó. Cho nên bây giờ Bộ Y tế ta nhập về có người ta có một nguồn thôi, thì người ta phải sử dụng một nguồn đó thôi, chứ đâu có nhập ai nhập nữa đâu. Mà nếu mình mua ở ngoài á là có chừng nhập lậu. Nhập lậu thì làm sao mình biết được cái thuốc gì mà mình mua những thuốc giả sao đó. Cho nên mình đừng có mua ở ngoài, tại ở ngoài nó cũng không có bán, tại có một mình ông Bộ Y tế ông nhập về ông mang tới chỗ này cho chỗ này. Và cái thuốc đó cũng đang trong giai đoạn nghiên cứu thôi ha. Còn cái thuốc chích thì không thể nào mang về nhà chích được. Điều đó chúng ta nhớ là đừng có hy vọng là mình đi mua ngoài, mà mình có thể liên lạc với phường á, nói là bây giờ tôi muốn tham gia uống cái thuốc này thì được. Là có một bạn cũng là câu hỏi bác sĩ, là bạn đó nói rằng bạn đó đã bị F0 và cách ly tại nhà. Vậy thì làm gì để có giấy tờ chứng minh rằng đã hoàn thành cách ly và nhiễm COVID? Rồi sau khi ra đường vào ngày 15 tháng 9 thì có cần phải tiêm vaccine lại hay không với những người đã nhiễm F0? Có nghĩa là những người bình thường như mình đó, thì trong quá trình không cách ly thì mình tiêm F0, và những người đã cách ly và đã nhiễm F0 thì họ có cần phải tiêm vaccine không ạ? Sau 15 tháng 9. Cái vấn đề này á mới chiều nay thôi, bởi vì có một cái phát biểu cho là ai F0 ở nhà thì không được cấp giấy, tự lo thì người tôi không đồng ý cái đó. Tại vì cái người F0 á là 6 tháng sau phải chích ngừa, nhưng mình phải chứng minh cho người ta là F0, chứ còn không người ta nhau đi chích ngừa, hao vaccine thôi, đúng không? Trong khi là rất là nhiều, mà trong khi lúc trước á một cái F0 tại nhà mình có chăm lo cho người ta được đâu. Thậm chí là có người chết tại nhà mà không biết, kêu một năm còn chưa tới được, huống hồ chỉ là kêu cái này cái kia. Cho nên theo tôi á, để chờ có sự thay đổi hay không. Còn bây giờ, bắt đầu bây giờ mà mình là F0 thì mình làm đi đăng ký nha. Bây giờ y tế cũng rảnh rồi nha. Còn nếu mình không đăng ký được, mình gọi điện thoại dây nóng lên sở, mình kiếm dây nóng của ủy ban như nói, gọi lên luôn, gọi nó bộ luôn, nói giờ tôi kêu hoài không ai xuống hết. Chứ bây giờ nếu mà để dân như vậy là không được, tôi không thích. Nó có một cái phương pháp là xét nghiệm kháng thể, có kháng thể đó chúng ta bị rồi. Còn khi chích ngừa mình xét nghiệm thì nó không chắc, nhưng mà đã bệnh mà xét nghiệm đúng đó. Nhưng mà bây giờ hiện nay thì có cái lời đồn là bây giờ xét nghiệm không có giá trị, không có xét nghiệm tốn tiền đó, là tôi không biết. Nên nếu mà không thì các bạn chờ ha, còn nếu không thì các bạn đi chích ngừa để được cái giấy thôi. Còn mình mới bị bây giờ là mình nên đăng ký ha. Còn đăng ký mình đã làm lên, lên mạng mình đã làm lên, gọi đường dây nóng than thì như vậy. Những bạn nào không mà đã hoàn thành việc cách ly ở nhà thì sẽ có cái giấy xác nhận, hoặc hoàn thành xong việc cách ly thì sẽ có giấy xác nhận. Vậy vì ở thành phố Hồ Chí Minh thường đang nói là bây giờ có một số F0 sẽ được cách ly ở nhà, vậy thì điều kiện gì để cho F0 được cách ly ở nhà, và điều kiện nào để F0 phải bắt buộc cách ly ở tại các chỗ tập trung và trong bệnh viện? Nó tùy theo cái phường khó mà tùy cái người đó thôi ha. Theo tôi thì chỉ những người nào nguy cơ cao và có thiếu oxy thì hãy đi, và nếu không ở nhà đi, tại vì đi vô rất cực thêm. Mà để đương nhiên là mình ở nhà mà mình phải bảo đảm không lây cho ai, nhưng mà đa số ở nhà thường là lây cho cả nhà rồi à, thì đó mình phải bảo đảm nguyên tắc là mình phải có cái phòng riêng à, cách ly tại nhà, nguyên tắc là phải có một cái khoảng cách với người khác trong gia đình đó, lanh quanh là mấy vấn đề đó. Dạ, bác sĩ ơi, có người cũng đặt câu hỏi cho bác sĩ rằng khi test tại nhà thì phát hiện dương tính, đồng thời người đó cũng tự điều trị theo thuốc của y tế cộng đồng. Sau 2 tuần xét nghiệm lại là âm tính, tình trạng sức khỏe thì cảm thấy bình thường, ăn ngon, ngủ ngon. Vậy người đó đặt câu hỏi cho bác sĩ rằng khi nào họ được hòa nhập lại vào cuộc sống cộng đồng, vì cuộc sống chung của gia đình trong khu vực đó cũng đang có tình trạng của lây nhiễm cộng đồng.
tiền bây giờ họ muốn hỏi vậy thì sao ạ? Thật ra thì khi mà mình cách ly tại nhà đủ 14 ngày đó mà xét nghiệm âm tính rồi á, thì theo hướng dẫn của bộ mình nên tự cách ly thêm 14 ngày nữa, rồi sau đó mình hòa nhập thôi. À, và chúng ta nhớ là chúng ta không bị lây lại, nhưng mà không có nghĩa là mình đi ra đường mình không cần mang khẩu trang, bị phạt đáng chịu ha. Mình cũng phải tuân thủ 5K cho giống người khác, để tới khi nào mà cả thành phố hay là cả cái nước người ta bỏ 5K đi thì mình hãy bỏ, để như mình cũng giữ khoảng cách thôi. Chứ còn thật sự ra mình mà đã hết bệnh rồi á, là cái người đó là khá là mạnh, cho nên người ta mới kêu gọi F0 đi đi đi, đi tham gia là vậy đó, đi tham gia chống dịch là vậy đó. Dạ, có người đang hỏi tình trạng tiếp thứ hai đó chính là cái việc mà đi tiêm vaccine về có phản ứng. Vì sau khi em tiêm hai mũi vaccine Varocel về thì bị sốt, viêm họng, sổ mũi, sau đó bị mất khứu giác. Như vậy có phải rằng bị dương tính F0 rồi phải không? Xin bác sĩ cho biết giai đoạn phát triển mạnh mà nhanh nhất của F0 sau khi tiêm là khoảng bao lâu ạ? Và mình có thể tự biết được không, ở nhà hay không ạ? Người đi tiêm rồi nha bác sĩ. Thật ra thì mình đi tiêm á, thì cái vaccine nó không thể nào làm mình mất mùi mất vị được ha. Mà mình mất mùi mất vị là do mình bị bệnh rồi ha. Mình bệnh rồi. Còn cái khoảng cách để mình tiêm vaccine á, mà để mình tạo được miễn dịch á, thì nó tùy loại, nhưng mà đa số là 14 ngày sau khi mình tiêm vaccine nó sẽ có tác dụng. Còn trường hợp này chắc là phải đi thử xét nghiệm ha. Phải thử xét nghiệm test nhanh hay là PCR để xem mình có bị bệnh hay không. Mà tới cái mức mà nóng sốt lên mình rồi có mất mùi vị thì đa số gần như là F0 rồi, và mình nên theo dõi và chữa trị F0 tại nhà tùy theo cái cách mình có nguy cơ hay không để mình đi đi, đi bệnh viện làm ở nhà. Chứ còn cái vaccine không thể nào làm như vậy được. Vậy thì lát nữa bạn Trần Diễm Phúc nó có ở trên diễn đàn thì bạn nhớ theo lời bác sĩ là bạn sẽ cố gắng để đi ra bệnh viện gần nhất để kiểm tra xem coi tình huống của tình trạng bệnh của mình. Ở trong diễn đàn cũng có người đặt câu hỏi cho bác sĩ rằng ngày hôm qua người mẹ con bị bệnh ho từ tối hôm qua, sáng nay test thì ra dương tính, con có mua Azithromycin 250 mg và Prednisone 50 mg cho mẹ uống kèm với vitamin C. Mẹ uống xong 2 tiếng thì cảm thấy chóng mặt, không biết con có nên đổi thuốc uống cho mẹ không ạ? Mẹ con có bệnh nền là cao huyết áp và cường giáp. Cảm ơn bác sĩ. Thứ nhất á, khi mà mình thấy một cái người lớn tuổi á, mà chóng mặt á, là phải đau huyết áp. À, đau huyết áp. Chứ không thể nào mà mình để im như được. À, đặc biệt là sau khi uống một cái gì đó, sau khi ăn một cái gì đó, sau khi bị stress gì đó, à, lo lắng là con cái sao sao đó, chóng mặt đau huyết áp liền. Để mình xác định coi là cái chóng mặt này có phải do huyết áp hay không. Nếu đúng thì phải uống thuốc huyết áp. Còn thuốc, những cái loại thuốc như vậy đó thì cũng có loại thuốc làm cho mình chóng mặt, làm cho mình buồn nôn. À, cho nên mình thường thường á, khi mình quyết định ho sổ mũi á, mà mình uống kháng sinh á, là mình phải nên tham khảo ý kiến bác sĩ. À, tại vì mình uống kháng sinh thì mình đâu có biết được là nó có đúng hay sai. À, như vậy thì á, mình đo huyết áp cho bà coi có bị cao huyết áp hay không. À, rồi chóng mặt nó có phải là ngay sau khi uống thuốc hay không. Thì thường thường cái đó mình nằm nghỉ, nếu mà do uống thuốc thì nằm nghỉ một chút nó hết, còn cao huyết áp thì uống thuốc huyết áp. Còn đổi thuốc hay không á, là phải quyết định bởi bác sĩ. À, đó, chứ không phải là mình nghe mô tả là có thể cho thuốc được, không được. Là bạn đọc Trần có câu hỏi đặt cho bác sĩ là: bác sĩ ơi, cho em hỏi là vào ngày 12 tháng 8 năm 2021 em bị nhiễm Covid, ở nhà tự mua thuốc uống, sau đó em thấy đau nhiều ở phía sau phổi và uống thuốc kháng sinh cho đến ngày thứ 17 mới thấy giảm. Hiện nay là ngày 11 tháng 9, thỉnh thoảng vẫn còn thấy đau nhẹ ở phổi trái. Vậy thì phổi của em có phải bị tổn thương nặng không ạ? Và hiện giờ em có cần phải uống thuốc gì tiếp không ạ? Và để có thể đến bệnh viện khám được không ạ? Vì hiện nay đang không đến bệnh viện được. Mong bác sĩ tư vấn giúp em ạ. Và trường hợp này là trường hợp đã nhiễm Covid và đã ở nhà hoặc thuốc rồi ạ. Thứ nhất á, là cái tức tức đó, coi chừng là mình ho nhiều nó giãn cơ. À, cho nên như tôi nói, thể mình có cái gì lạ là mình đo cái SpO2 này. À, đo SpO2
rồi mình tập thở, tập hít thở giống như hồi xưa. Và chúng ta nhớ là khi chúng ta tập thở á, là chúng ta đừng có gấp, tại vì chúng ta hít gấp quá đó là nó sẽ tức ngực thêm, một lúc đầu ít sau nhiều, sau ít ít tăng dần lên, chứ đừng có cố gắng một lần quá nhiều vậy là không có được, nó mệt đó. Đó, và sợ nữa đó thì chúng ta đi bệnh viện để chụp hình phổi. Thật sự là bây giờ có nhiều bệnh viện người ta vẫn còn làm việc ha, tại vì nguyên tắc của y tế là phải chữa bệnh cho dân, dù là đang chữa COVID hay là không có chữa COVID. Thành ra mình có thể khám bệnh ở một cái bệnh viện gần nhà, và đặc biệt hiện nay là cái bệnh viện tư á, cái bệnh viện tư là họ hoạt động dữ lắm như bình thường đó. Dạ, cũng có một bạn tên là Minh Tôn đặt câu hỏi bác sĩ là khi mình sử dụng biện pháp máy sấy tóc ở nhiệt độ cao và được uống nước nóng để cho cái phổi của mình đưa hà họng lên đó, không biết ý của bạn Tôn là đúng hay không ạ? Mà khuyên uống nước nóng thì mình có ích gì trong cái việc mà mình điều trị mấy con virus ở trong cái khi mình bị nhiễm không ạ? Hoặc là mình phòng chống quá trình bị nhiễm không ạ? Thật ra thì trong COVID nó có mấy cái sai, cái lời khuyên sai là cái gì? Ăn nóng, uống nóng, tắm nóng, ngủ nóng. Có nghĩa là mình thoải mái cái người mình là mình được. Nha. Uống đủ nước ấm. Mình không thể nào mà ngậm nước nóng hoài trong họng mình để gì cái đốt. Như rồi tôi nói rồi, ha, mình xúc miệng hay uống lắm thì nó chỉ cái lúc đó thôi. Cho nên mình cảm thấy thoải mái. Đúng. Đừng uống nước quá lạnh thôi. Ha. Ăn nóng, phỏng miệng đáng chịu. Ăn ấm ấm vừa vừa thôi. Đúng không? Tắm nước nóng nếu mình cảm thấy khó chịu thì mình tắm nước nóng. Bởi vì thường thường cái người mà bị cảm là cái nhiệt độ của người ta hơi cao hơn chút. Khi người ta đụng nước lạnh, người ta cảm giác nó sẽ lạnh hơn. Cho nên người ta phải tắm nước nóng. Còn ngủ nóng là không nên. Ngủ là phải mở máy lạnh ngủ. 26 độ, ngủ. Không có lo gì hết. Tại vì nước ngoài người ta hay. Trong sách vở ta nói là bị COVID thì cần giữ ấm. Đó là cái câu nói của cái sứ ôn đới. Nó lạnh tới 10 độ, dưới 10 độ, thậm chí là âm thì nó mới giữ ấm. Còn mình nóng chết mồ giữ ấm gì nữa. Cho nên mình phải tạo sự thoải mái để mình nghỉ ngơi và ngủ. Còn lúc mình không cần thì mình mở thoáng phòng ra. Đó mới là đúng. Là cái đó là ở Việt Nam là phải nên làm như vậy. Thật ra ăn nóng, uống nóng thì nó cũng tương đối thôi. Nghĩ sao mát cái miệng mình, đừng có quá lạnh là được. Dạ, có bạn Minh Tôn đặt câu hỏi cho bác sĩ rằng bác sĩ cho biết nguy cơ nhiễm bệnh của người dưới 18 tuổi như thế nào và vì sao hiện nay vẫn chưa tiêm cho người dưới 18 tuổi? Theo tôi thì con nít để cho nó bị xong rồi nó hết. Tại tôi làm gì tôi biết mà. Ngay từ đầu tôi nói con nít bị đi. Tại vì con nít nó bị nhanh hết lắm. Và thậm chí nó bị nó không có triệu chứng gì đâu. Bị một cách bất ngờ. Chắc là các bạn ở đây cũng biết được một số con nít bị bệnh. Nó lạ lùng lắm, nó có bệnh nhanh hết lắm và nó cũng có kháng thể sau khi nó bệnh, nó không có kháng thể sau khi nó bệnh. Thứ hai là chích ngừa cho con nít á, theo tôi là phải chích ngừa cho người lớn trước đi, đặc biệt là ông già đi, ông già bà cụ trước đi. Tại sao? Con nít bản chất của nó bị bệnh á là quá nhẹ rồi, mà mình chích ngừa vô nó càng nhẹ nữa, bệnh không biết. Nó tới nhà ông ngoại, ông nội nó lây. Tới nhà người già nó lây. Còn chết nữa. Thật ra con nít theo tôi là chưa. Cái thứ ba là chỉ có một cái loại thuốc Pfizer là nó có nghiên cứu thôi. Nó có nghiên cứu cho con nít thôi. Còn tất cả là thuốc khác là mấy ông tự làm. Chứ không có nghiên cứu. Ông nói, chích người lớn thì làm sao? Chích cho nít đi. Nhưng mà nguyên tắc của chủng ngừa nó không được vậy. Chỉ có Pfizer nó nghiên cứu từ 12 tới 18 tuổi thôi. Nó cũng có nghiên cứu từ 6 tháng. Nhưng theo tôi thì không cần. Chỉ những cái đứa con nít mà nó 7-8 tuổi mà nó 5-60 kg, 100 kg luôn, 80 kg, 90 kg thì mình mới nghĩ tới cái đó cần chích ngừa. Hoặc đứa đó nó bị rất là nhiều tật, bệnh gì cũng nặng hết á, thì mình mới nghĩ tới là chích ngừa. Chứ còn mấy đứa bình thường thì không, là chưa đâu. Khoan. Vậy con nít mà dụ như có bệnh nền trước á thì nó khi nguy cơ nhiễm nó bị tăng lên không bác sĩ? Bệnh nền phải bệnh nền rất là nặng kìa. Ví dụ đứa đó bại não rồi nó nằm còn que nó viêm phổi hoài á, chứ còn bệnh nền thì con nít ví dụ nó chuyển nhẹ cũng chả có gì, hoặc chứng thận hư thông thường cũng chả có gì, chỉ nó là sơ gan đủ nặng rồi mới gọi là bệnh nền nó con nít thôi. Nhưng mà nó béo phì đó rất nguy hiểm nha, béo phì mà tới 80-90 kg là nguy hiểm lắm. Có một người bạn tên Huyền đặt câu hỏi bác sĩ rằng người bị nhiễm F0 khi chuẩn bị đi cách ly có cần phải mặc đồ bảo hộ hay không, tức là bản thân người đó đó, vì có những người đưa F0 đi đều đã mặc đồ bảo hộ rồi
thì cái người F0 mình, ví dụ như từ nhà mình ra xe hay đó, mà chúng tôi phải mặc đồ bảo hộ hay không? Mặc đồ bảo hộ làm gì? Tại vì mình F0 mình chỉ có lây cho người ta thôi chứ không có ai mà lây cho mình đâu. Người ta bắt mình là bắt mình mang khẩu trang á, bắt mình mang khẩu trang chứ mình chả mặc gì. Và rõ ràng mình vô trong cái khu, cái khu mà điều trị á, mình cũng đâu mặc đồ bảo hộ gì đâu, đâu mặc đồ, chỉ có mang khẩu trang thôi. Và thậm chí theo tôi là mấy người F0 ở chung với nhau á, cha thường mang khẩu trang gì. Quan trọng là mình mang lúc mà mình đi vô toilet. Tại vì F0 nó không có lây thêm, nó đã nhiều có bao nhiêu, sức mình bao nhiêu là nó sản xuất ra bao nhiêu rồi. Tại nó đã lọt vô trong rồi là nó sản xuất tiếp rồi, tại những thức đề kháng mình thôi. Nhưng mà mình không mang khẩu trang, có thể là khi mình tiếp xúc với người này, cái con vi khuẩn khác nó lại tấn công như người mình đó. Còn mình ở nhà mình với nhau, ở chung với nhau lâu rồi, vi khuẩn mới khiết gì nữa. Nhưng mà dọn dẹp cái nhà cho nó sạch để đừng có vi khuẩn, dọn cái toilet cho nó sạch để đừng có vi khuẩn thì mới là đúng. Chứ còn mình đi ra ngoài mặc bộ hồn gì. Dạ, có bạn Phan Khải đặt câu hỏi cho bác sĩ rằng bác sĩ cho hỏi test nhanh dương tính sau khi tiêm mũi 1 được nửa tháng, sau đó báo y tế phường và điều trị tại nhà, triệu chứng như cảm chứ không có tức ngực, khó thở. Sau 18 ngày thì test PCR thì lại âm tính. Vậy có chắc chắn rằng mình bị nhiễm COVID F0 hay chưa? Và bạn đó hỏi bác sĩ thêm rằng nếu vậy có nên tiêm thêm mũi 2 hay không ạ? Theo tôi thì một cái test nhanh không có sai đâu. Test nhanh không sai đâu. Có khả năng để bạn này bản chất cái người nó mạnh. Chúng ta nhớ là 80% cái người mà mắc COVID người ta chả có triệu chứng gì đâu. Chứng rất là nhẹ. 80% lận á. Rồi 95% là không cần thở oxy. Không cần thở oxy gì đâu. Ho cục khắc mệt mệt mà không thở oxy. Chỉ có 5% là cần thở oxy thôi. Đó là cái số liệu như vậy để cho chúng ta thấy là nó không có gì đặc biệt hết á. Cho nên cái người đó chích vô mũi lại càng thấy nhẹ nữa. Sao mình, cho nên mình test nhanh mà dương tính đó. Test nhanh dương tính mình phải làm liền cái PCR, chứ còn 7 ngày sau người đó hết bệnh rồi thì đương nhiên mình thử ra âm tính rồi. Cho nên theo tôi mà đúng là không thì không cần chích ngừa mũi 2 đâu. Nhưng mà bây giờ nhà nước này, người ta không có quyết thì mình đi mình chích. Phải chích chỉ có phí thuốc thôi chứ không hại. Bác sĩ ơi, có bạn Minh Tôn xin đặt câu hỏi là sau khi nhiễm F0 bao lâu thì nên chích ngừa? Tức là trong cái giai đoạn điểm cách ly hết. Theo tôi thì tính từ cái lúc mình mắc bệnh á, 6 tháng sau mình chích. 6 tháng sau bắt đầu chích ngừa. Dạ, bác sĩ ơi, có bạn Diêm Nguyễn xin hỏi, xin bác sĩ cho biết khoảng cách tiêm giữa hai mũi của các loại vaccine. Tôi và người nhà của mình đã tiêm mũi 1 vaccine là Astra và Fiden cách đây 5 tuần thì tới bây giờ đã chích được mũi 2 chưa? Thì có một số nơi là cứ cách 4 tuần, có nơi thì cách 6 tuần, có nơi thì cách 8 tuần. Nên có câu hỏi đặt ra là bao lâu thì sẽ được tiêm mũi thứ 2 ạ? Theo tôi là các bạn 4 tuần các bạn đi chích đi. Tại vì nếu mình nghe người ta, nếu người ta không cho mình chích thì thôi. Không cho mình chích thì thôi. Còn người ta mà cho mình chích là chích 4 tuần được rồi. Bởi vì sao? Mình là đang bị dịch. Bị dịch là phải chích sớm. Tại vì sao? Nếu mình chờ 4 tuần á, mình chờ 8 tuần theo người ta nói á, lúc đó hết thuốc sao? Thứ hai là cái tuần thứ 5 mình bệnh sao? Mình bị bệnh sao? Mình sao biết được? Đó, cho nên như tôi chích có 5 tuần mấy Có 5 tuần mấy tôi chích rồi. Đó, tôi chích tới đầu tháng 5 rồi. 3 tháng hơn rồi. Đó. Mà cũng thấy nó bình thường mà, có gì đâu. Đó, cho nên chích là đừng có chích sớm quá thôi. Chứ còn chích trễ là bị trễ đáng chịu. Thế thôi ha. Thành ra có một số cái thì 3 tuần, có một số cái thì 4 tuần. Chứ đừng có chờ 8 tuần. 8 tuần mà người ta không cho mình chích. Dạ, hồi nãy bác sĩ có nói rằng mình nên chích ngừa là chích ngừa cho những người cao tuổi. Vậy bạn Tân Cao có đặt câu hỏi dành cho bác sĩ rằng: thưa bác sĩ, nếu người lớn tuổi mà có bệnh nền thì có nên chích vaccine không ạ? Ê, mấy cái người mà bệnh nền là càng nên chích chứ. Ta nhớ là bệnh nền là càng phải chích á. Càng nhiều bệnh nền càng chích. Tại vì người bệnh nền mới nặng. Dạ, có bạn Oanh đã đặt câu hỏi cho bác sĩ rằng người đã khỏi bệnh bị mất ngủ trắng đêm có phải là do di chứng của sau khi bệnh hay không? Và bác sĩ có những lời khuyên gì về các bài tập hay thuốc hỗ trợ để phục hồi sức khỏe cho phổi hay không ạ? Chúng ta nhớ nha. Chúng ta nhớ là
đa số các trường hợp triệu chứng sau COVID là bị stress. À, bị stress. Chúng ta nghe báo đăng về cái gì là cái gì mà tổn thương này, tổn thương kia đó, nó không có gì lạ đó. Đó là cơ địa rất là hiếm. Không phải con virus này mà nó bị đâu. Virus nào nó cũng có cái chuyện ở tỉnh thoảng có người vậy, tỉnh thoảng người vậy. Nhưng mình đừng có tưởng tượng nhiều. À, mình nghe tổn thương thận thì mình sợ, mình nghe là ảnh hưởng trầm cảm rồi này kia, ảnh hưởng thần kinh. Không có cái đó. Đa số là do stress. Mà stress là do từ đâu? Thứ nhất là mình ở nhà mình quá tù túng. Thứ hai mình quá lo lắng về những cái tổn thương di chứng này kia như nọ, mình bị stress. À. Và tôi đã biết một số người stress tới cái mức phải đi tìm bác sĩ tâm thần không? Bởi vì khuyên không được. Ta tưởng tượng quá nhiều khuyên không được. Cho nên khi mình mất ngủ á, thứ nhất coi có đúng mình đau đầu mất ngủ không? Nếu đầu mất ngủ thì cũng không giảm đau. Thứ hai không suy nghĩ về bệnh nữa, mở phim hài để mà coi, thích cái gì làm cái đó. Thứ ba là có thể mua thuốc ngủ đơn giản gì ngủ, ha, thuốc ngủ thảo dược, Rotunda, Mimosa, hay là cái thuốc Metalonin, Melatonin, để làm gì? Cái thuốc đó là thuốc mà ta đi lập giờ, ta đi nước ngoài giờ nó lập ta uống, đó, mình uống cái đó giờ để mình ngủ. Thậm chí nữa là không được nữa là mình mua cái loại siro của con nít á, siro mà nó nít nó uống cho nó bớt ho đó, mình uống cho mình cũng buồn ngủ, mình ngủ. Chứ đừng có gồng người lên. Tại vì mình càng gồng người lên mình càng mất ngủ, càng mất ngủ càng stress. Đó. Dạ, vậy nên bác sĩ, theo bác sĩ là khi mình có bị bệnh thì mình nên lúc nào cũng giữ một cái tâm hồn thật là tươi trẻ và một cái tinh thần thật là lạc quan. Và đúng rồi. Chết đúng không ạ? Và mình không nên quá lo lắng vì con virus đó nó cũng sẽ có những cái để kháng virus và những cái điều trị theo phác đồ của bên y tế đúng không ạ? Dạ, thì có một người cũng đặt họ câu hỏi, đó là bạn TAH bắt cho con, bác sĩ cho phép con hỏi. Hiện nay ở nước ta có những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine nhưng bị F0. Vậy những triệu chứng của những người này đa số có rõ rệt hay không ạ? Và nếu có thì họ có cần phải đi bệnh viện điều trị hay họ được phép điều trị tại nhà? Dạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Theo tôi là một mũi thôi là cũng đỡ. Một mũi 15 ngày là đỡ. Đỡ lắm. Đặc biệt là thuốc của Anh với Mỹ rất là đỡ. Thành ra 2 mũi là hoàn toàn yên tâm. Cái tỷ lệ cái người á, mà 2 mũi bị nặng á, nó giống như cái người đi ra đường mà bị tai nạn giao thông mà nặng á, hiếm vậy đó. Đi ra đường thì lâu lâu mới có người bị tai nạn giao thông. Cho nên mình đừng có lo lắng lắm khi mình đã chích 2 mũi. À, thì cái tỷ lệ đó thấp lắm. Rẻ đương nhiên là họ bệnh nó không biết luôn đó. Không có triệu chứng gì hết. Xét nghiệm mới biết. Chích người vô nó vậy á. Cho nên tôi nói là phải chích người cho người lớn trước. Chích người cho nhân viên y tế trước. Xong rồi tới chích chống dịch. Xong rồi chích cho người lớn trước. Tại vì người trẻ mà chích nó không có triệu chứng dễ lây cho người lớn. À, thành ra các bạn có người lớn ở nhà phải kêu người ta đi chích người. Chứ không các bạn không thể hòa nhập được đâu. Hòa nhập gì nhà lo lắm. Nhẹ lắm. Triệu chứng nhẹ lắm. Dạ, có người đặt hỏi cho bác sĩ á, là bao lâu thì sau khi mình chích ngừa thì có thể nảy sinh kháng thể trong cơ thể của mình, và trong quá trình mình vừa chích xong thì mình nhiễm bệnh thì sẽ có triệu chứng gì không ạ? Tức là chích xong mà khoảng vài ngày sau mình bị vô tình nhiễm COVID. Mình phải chích 14 ngày đó thì kháng thể nó mới tốt được. À, còn mình chích trước đó thì mình song hành nó cũng đỡ. Ví dụ như mình vừa tạo kháng thể, mình vừa gặp con virus thì nó đỡ hơn rất là nhiều. À, thường thường sau 10 ngày là mà mình mắc bệnh đó, nó đỡ lắm. Mình chích người xong mình mắc bệnh nó đỡ lắm. Còn sau 14 ngày thì càng đỡ nhiều, mà đặc biệt là 2 mũi sau 14 ngày càng đỡ nữa. Còn nó chích vô thì đương nhiên là nếu mà ngắn ngày quá thì nó triệu chứng giống như chưa chích thôi. À, còn mà trên 14 ngày nó sẽ giảm triệu chứng rất là nhiều. Dạ bác sĩ, bạn Hằng có đặt câu hỏi cho bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, nếu mình là F1 thì sau bao nhiêu lần xét nghiệm PCR âm tính thì mình sẽ được ra khỏi khu cách ly ạ? Sau bao nhiêu lần không biết, mà ngày thứ 15 mình phải làm xét nghiệm âm tính thì là không phải mình bị cái người đó lây nữa, mình bị là bị người khác. Tuy nhiên nếu mà trong khu cách ly á, thì ví dụ như là ngày thứ 14 mình không bị, nhưng mà ngày thứ 15 mình bị người khác lây. Rồi sau đó mình về mình lại bị. Cho nên phải tùy cái tình huống. Thường thường đúng là 15 ngày. Ngày thứ 15 đó.
Dạ, hiện nay trong cộng đồng có một số trường hợp F0 nhiễm bệnh nhưng lại không có xuất hiện triệu chứng. Nên có bạn đã đặt câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, bạn Quỳnh Như đặt câu hỏi rằng làm sao để biết bản thân mình bị nhiễm COVID nếu như mình không có triệu chứng ạ? Và nếu mình bị nhiễm COVID rồi thì mình có bị tái nhiễm hay không ạ? Mình muốn mình có bị COVID hay không có hai cách. Một là mình làm test nhanh hay làm PCR. Ha. Hai, nếu mình làm test nhanh PCR mình không thấy, mình làm thêm xét nghiệm máu nữa mà cũng không có luôn, nghĩa là mình chưa bệnh. Còn nếu mình làm test nhanh dương tính, phết test nhanh kháng nguyên dương tính, mình phết PCR dương tính, nghĩa là mình đang mắc bệnh. Còn nếu mình xét test nhanh và PCR âm tính nhưng mình thử máu ra có, nghĩa là mình đã bệnh rồi, hết rồi, mình không biết. Đó, có vậy không? Có một bạn hỏi là bạn Thanh Thủy. Bác sĩ ơi, cho phép con hỏi, virus xâm nhập vào người thì bao lâu test nhanh sẽ có kết quả ạ? Nếu như lỡ nhập nhiễm rồi, nếu mà virus mà tấn công như người mình thì từ 2 tới 14 ngày là nó phát ra. Và cái con virus của cái con Delta này, của chủng Delta này thì đa số là khoảng 7 ngày là nó phát ra. Dạ, hiện nay các bạn cũng đặt câu hỏi rằng hiện nay có rất nhiều chủng virus ngoài Delta thì có một số chủng khác. Vậy thì các chủng này thì nếu như mình lỡ chích ngừa thì những cái chủng sau nó có bị gọi là phản tác dụng hay không ạ? Thì đang có một số thông tin. Các bạn đừng có suy nghĩ về chủng làm gì. Đừng có suy nghĩ làm chủng mà gì. Tôi nói cái chủng Delta này là số 1 rồi. Nó lây cỡ này thì không có cái con ma nào mà lây lại nó đâu. Về nguyên tắc cái con nào lây nhanh nhất là nó sẽ khống chế toàn bộ những con khác. Tại vì sao? Cái con này nó chưa kịp lây cho người A, chỉ con kia lại nhảy tới người A rồi. Tại cái thằng kia lây chậm hơn, đúng không? Và nó không tự lây cho hết, nó tự tiệt chiêu. Thành ra cái chủng Delta này nó khống chế toàn bộ. Và các bạn nhớ là khi mình nghe nói chủng này chủng kia đó, kháng thuốc rồi này kia là thường là do mấy cái nhà nghiên cứu mà ta không có việc gì làm, ta nghiên cứu ra rồi vaccine là nhiều khi cũng là do cái nhà sản xuất vaccine muốn chích thêm vài mũi nữa thì bắt đầu như vậy. Theo tôi thì đừng suy nghĩ làm gì, đừng có đọc báo, thấy bài báo đó xếp này liền bỏ thùng rác. Và nếu người nào đã chích hai mũi vậy là coi như tạm thời là mình đã ổn cho tới hiện nay, hai mũi là ổn rồi. Chúng ta nhìn bên châu Âu đi ha, rồi đi coi đó đang ầm ầm á, chích hai mũi không à, hoặc người ta bị rồi, người ta cũng đi đá banh, coi đá banh nằm mầm nó có cái gì đâu, cùng lắm ta mang thêm khẩu trang thôi. Dạ, bạn Châu Sương có học đặt câu hỏi bác sĩ rằng cho em hỏi những người có bệnh nền về máu, ví dụ như là ung thư máu hay là những căn bệnh về tim mạch thì có nên chích vaccine hay không ạ? Và nếu có chích thì chích loại vaccine nào phù hợp? Vì theo em hiện nay có rất nhiều loại vaccine sẽ gây nên tình trạng cho đông máu. Xin cảm ơn bác sĩ đã trả lời ạ. Thật ra mình có bệnh về máu mình nó càng nên chích. Tại vì bệnh COVID á, nó làm đông máu nhiều lần hơn so với lại cái chích ngừa. Nó tới 20 mấy% là nó có thể làm đông máu, từ 10 mấy tới 20 mấy% làm đông máu á. Cho nên mình đã cái bệnh đó mình càng nên chích. Đó. Càng có bệnh nền càng nên chích. Và theo tôi những cái người mà bệnh nền, người lớn tuổi phải chích cái tốt nhất cho họ. Bởi vì sao? Tốt nhất nghĩa là khó bệnh, khó nặng, đặc biệt là mũi đầu tiên. Bởi vì sao? Cái mũi đầu tiên nó bảo vệ một thời gian rồi sau đó mình nhắc mũi hai. Ở nước ngoài người ta chích cho người lớn tuổi cái vaccine Mỹ á, Pfizer hay là Astra, là do không phải là do cái đó nó không hành cho người lớn, không phải, mà cái đó nó có tác dụng nhanh, nó tạo miễn dịch nhanh hơn, người ta mới chích. Thì sợ cái ông đó chưa tới mũi hai là ông bị bệnh hay sao? Đó, cho nên các bạn thấy là mình phải chích, đừng có suy nghĩ nữa. Theo tôi là vaccine bây giờ nó vô cùng quan trọng, kiếm mọi cách để làm sao có chích vaccine. Dạ, bác sĩ có người đặt hỏi là với những người bị bệnh về thần kinh trên 18 tuổi hoặc là không có năng lực về dân sự thì có nên tiêm vaccine không ạ? Theo tôi là nên tiêm, tại người đó khi bệnh còn khó kiểm soát hơn. Mấy cái người mà bị tai biến nói ta đâu có nghe, ta nặng thở sao biết được, nó khó ăn nữa đó, tại vì mấy người đó bệnh nó dễ chết lắm, cho nên càng nên tiêm. Dạ, nếu như một người mà đã khỏi bệnh rồi, ví dụ như F0 mà đi làm việc ở cộng đồng á, đi tình nguyện á, thì vậy có bị còn bị lây lan cho người khác hay không ạ? Không có lây đâu, các bạn sợ quá thì bạn mang khẩu trang thôi. Dạ. Cái người F0 đó thì nó mạnh lắm, cho nên người ta mới nói là F0 phải tham gia chống dịch là vậy. Mang khẩu trang, tại tôi cũng có rồi, tôi có
tôi thấy nhiều người rồi, họ cả kể cho tôi, mà ngay cả nhân viên của mình hay là đàn em học trò mình nó nói, có nhân viên, có bệnh nhân kể cho tôi mà em ở trong đó là em vừa mới bớt là em đi đẩy oxy, em đi quét dọn lung hết, đi phụ hết người này qua người kia vẫn sao. Để đương nhiên phải mang khẩu trang, tại nó trong trong bệnh viện là nó có nhiều cái nguồn khác, cái nguồn mà gây bệnh lan. Có bạn đặt câu hỏi là thưa bác sĩ, khi tiêm vaccine mũi 1 của AstraZeneca bị khô cổ họng, mặc dù đã uống rất nhiều nước và uống cả viên xê sủi, vậy bạn đó hỏi bạn đó có bị làm sao không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ đã trả lời bạn Quỳnh Như ạ. Khi mà mình thấy là cái họng mình nó khô á, nó có khả năng mình uống thuốc nhiều quá đấy. Thường thường mình biết rồi đó, mình uống thuốc họ nó khô họng hết, nó rát họng hết. Còn dân gian ông bà mà nó uống nhiều nó nóng á, nóng người nó khô họng á. Thì lúc đó các bạn cứ uống nước nhiều. Cái thứ hai là bạn kiếm da ua á, da ua mà để trong tủ lạnh mát mát á, ăn mà đừng có nuốt, ngậm. Hay là cái loại cái chai mà nó gì đó vô gì đó, cái chai mà sữa chua mà dạng nước á. À, bạn uống cái đó vô nó sẽ bớt. Ăn rau nhiều lên, ăn trái cây tươi nhiều lên. Dạ, bác sĩ ơi, bạn Thanh Thủy có đặt câu hỏi rằng cho em hỏi, nhà có hai mẹ con, em chích hai mũi cách đây 4 tuần và con trai em thì bị dương tính cách đây 4 ngày. Cho đến nay em test âm tính rồi, vậy em có kháng nguyên rồi phải không thưa bác sĩ? Có nghĩa là người mẹ thì bị chích hai mũi thì không có sao, có khả năng là người mẹ chưa bị lây chứ không phải là người mẹ có kháng nguyên kháng thể gì đâu. Con nít đặc tính của nó đó là nó rất khó bị người khác lây và nó cũng khó lây cho người khác hay cho nó, tại vì nó đâu khạc ra ngoài đâu, nít để mình để nó đi đâu khạc ra ngoài đâu, thường thường cái gì trong họng nó là nuốt xuống, còn người lớn hay ho hay khạc thì nó mới lây ra ngoài. Cho nên tình huống cũng có khả năng là cái người mẹ bị quá nhẹ đi, tại nhờ chích ngừa thì quá nhẹ thì cũng không biết luôn, xét nghiệm không ra luôn. Tại vì mình biết là khi mình làm test nhanh mà cái nồng độ virus nó thấp á, là thử có ra, chỉ có PCR mới ra thôi. Còn con nít thì nó tự hết. Mà rõ ràng nít đa số tự hết. Tôi biết cả ngàn đứa rồi đó. Dạ, có đặt câu hỏi bác sĩ rằng có một số nước, bạn Hương đặt câu hỏi rằng cho con hỏi một số nước chích vaccine đến mũi thứ tư. Vậy mình chích đủ hai mũi vaccine, sau này còn chích thêm mũi nào nữa không bạn? Và tại sao không bao lâu? Có nghĩa là có một số nước chích mũi thứ tư lần, thì cái việc mà chích giữa hai mũi thứ tư nó có tác dụng giống nhau hay không ạ? Hay là tại sao các bạn nói? Theo tôi thì có nước nó chích mũi thứ ba thì có, chứ mũi thứ tư thì không có đâu. Mũi thứ ba ở bên Mỹ á, mũi bên Mỹ á là chích cho người trên 65, là bởi vì cái cộng đồng của Mỹ coi như vậy, chứ mà số người chích ngừa ít lắm. Tại vì bên Mỹ cái tính anti vaccine của họ dữ lắm, tự do mà, cho nên không chích được nhiều á, là cái người chích hai mũi mà lớn tuổi có khả năng bị lây. Còn cái mũi thứ ba nhiều nhất á, là ông Campuchia, tại hồi xưa ông chích hai mũi Sinovac, bây giờ ông chích thêm mũi extra nữa. Chứ còn mũi thứ tư không có đâu, chứ không mũi thứ tư đâu. Ở Việt Nam mình chưa mũi thứ ba đâu, chứ đâu mình thăm dò. Dạ, bây giờ cũng đã là 8 giờ rồi, thì còn có một số câu hỏi, nhưng những câu hỏi này thì hồi nãy bác sĩ cũng đã có giải đáp. Ví dụ như câu hỏi rằng là bị Covid có lây lan hay không, hay là nữ trên 30 tuổi có nên tiêm vaccine nó bị lupa đỏ hay không, thì những câu hỏi này bác sĩ cũng đã có giải đáp cho trong hôm qua quá trình. Thì quý vị có thể lên trên mạng có thể coi lại. Thì tất cả những người nào mà bị bệnh nền thì càng nên đi chích ngừa. Và khi đi chích ngừa thì mình nên có một tâm lý thoải mái, và mình có nên có những cái tâm trạng thật là tốt, thư giãn hết mức nếu mình lỡ và người nhà mình bị nhiễm bệnh Covid ạ. Và những cái bài thuốc dân gian thì quý mọi người nên chú ý rằng có những bài thuốc dân gian không thể nào thực hiện được, đúng không thưa bác sĩ? Vì đó nó sẽ làm phản tác dụng, và nên theo quân thủ theo yêu cầu của Bộ Y tế với khẩu khuẩn và với 5K, cùng với việc mà mình sẽ theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế ạ. Đã 8 giờ rồi, xin cảm ơn bác sĩ đã có một buổi chia sẻ rất là hữu ích đến với lại Tôn Thép Đinh Nga.
chúc cho bác sĩ có một nhiều sức khỏe để cống hiến vào trong việc y học, và xin hẹn gặp bác sĩ vào trong những dịp gần đây ạ. Chào mọi người nha. Dạ, xin chào tạm biệt bác sĩ ạ. Dạ, xin chào tạm biệt bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ nha. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Bác sĩ. Dạ, chào bác sĩ. Dạ, cảm ơn thầy ạ.